Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Tuyết Mờ, 52 tuổi, trú tại thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Bà Mờ là chủ tiệm bánh mì que Tứ Hải, vừa để xảy ra vụ ngộ độc khiến 23 người nhập viện. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, bà Mờ đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, nhập khẩu, sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt 90 triệu đồng, đồng thời đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh cung cấp thực phẩm của hộ bà M trong 4 tháng. Trước đó vào sáng ngày 12 tháng 3, Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà báo cáo 23 bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm nhập viện để điều trị. Tất cả những bệnh nhân đều sử dụng sản phẩm bánh mì que tứ hải, tổ dân phố Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng do bà M làm chủ. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ngãi lấy 3 mẫu tại cơ sở này, sau đó Sở Y tế kết luận vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì của tiệm bà Mờ, nguyên nhân là do nhiễm vi sinh vật Salmonella. Được biết thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể do so ăn phải thực phẩm bị nhiễm khuẩn, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Vào cuối năm 2023, hơn 20 học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Văn Trà, xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, do so ăn phải một loại thạch không rõ nguồn gốc, đã phải nhập viện để cấp cứu, điều trị với triệu chứng buồn nôn, ói, đau bụng. Mới đây là vào gần cuối tháng 3 năm 2024, vì ăn kẹo không rõ nguồn gốc bán trước cổng trường, 15 học sinh trường Trung học cơ sở Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành đã bị ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi. Để hạn chế nguy hiểm do ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là tại các cơ sở, điểm kinh doanh, hàng quán cấp, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, cấp thẩm quyền và ngành chức năng Quảng Ngãi đã có nhiều chỉ đạo trong việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.